Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một cái số review sản phẩm. Thì trong cái số review sản phẩm hôm nay á, mình muốn giới thiệu với anh em một cái sản phẩm với nhiều anh em thì nó đã là quen thuộc rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình muốn giới thiệu một cái phiên bản sản phẩm mới, có thể coi là mới nhất. Đó chính là Uniswap V3 của sàn giao dịch Uniswap. Thì và đặc biệt hơn nữa thì cái Uniswap V3 lần này sẽ không base trên nền tảng của Ethereum, mà nó là giải pháp ở trên nền tảng của Optimism, tức là một cái layer 2. Thì nếu như mà trải nghiệm sản phẩm của Uniswap, đặc biệt là Uniswap V3 trên layer 2 thì có gì đặc biệt thì hôm nay mình sẽ cùng trải nghiệm với anh em nhé. Rồi, thì ok, đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào cái nút Launch App ở trên cái trang web Uniswap Optimism này nha. Anh em nhớ kiểm tra kỹ cái domain trước khi bước vào sử dụng cái sản phẩm để tránh cái tình trạng bị các trang web giả mạo nó lừa gạt mình ha. Rồi, thì bên này thì anh em phải connect ví nha. Thì mình hiện tại ở đây mình dùng ví của MetaMask. Và đặc biệt á, là anh em sẽ phải chuyển sang cái chain là chain Optimism này. Thì trên giao diện mặc định của Uniswap á, thì nó sẽ không có cái chain Optimism này đâu. Thì anh em sẽ phải custom cái RPC nè. Và những cái thông tin ở trên đây á, anh em sẽ phải điền theo cái hướng dẫn ở bên này. Thì mình sẽ để thông tin ở bên này nha. Thì anh em điền hết các cái phần, các cái mục từ A đến Y, A đến E vào trong cái phần custom RPC này. Rồi, trước khi muốn sử dụng sản phẩm của Uniswap trên Optimism thì các bạn sẽ phải thực hiện một cái thao tác, đó chính là deposit tiền từ Ethereum, mainnet Ethereum lên mạng lưới của Optimism. Rồi thì ở cái khâu mà kết nối ví á, thì các bạn sẽ phải connect với lại Ethereum mainnet. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện thao tác deposit tiền ha. Deposit. Rồi, chúng ta sẽ confirm cái giao dịch này. Rồi, cái giai đoạn này sẽ tốn khoảng 20 phút ha. Thì chắc là mình sẽ chờ cho hệ thống xác thực để chúng ta có tiền ở trên Optimism và test thử sản phẩm ha. A few moments later. Ok, sau khi mà hệ thống đã thông báo là chúng ta dep tiền thành công lên Ethereum thì lên Optimism, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các cái thao tác trải nghiệm sản phẩm của Uniswap V3 trên nền tảng Optimism ha. Rồi thì đầu tiên anh em sẽ cần phải check lại giúp mình, đó là ví anh em đã chuyển sang hệ thống của Optimism hay chưa, tức là mạng của Optimism hay chưa. Và ở đây cũng có thể vài anh em quên mất là mình chưa switch mạng sang Optimism á, thì có thể check lại cái phần đầu video mình có hướng dẫn là làm sao để custom được cái mạng lưới Optimism trên MetaMask ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện swap Ethereum sang DAI. Thì mục đích của mình swap cái Ethereum sang DAI để lát nữa mình test cái tính năng pool, cung cấp liquidity pool của Uniswap V3 ha. Rồi chúng ta sẽ swap đâu đó tầm khoảng 0.03 Ethereum. Thì do ban đầu mình dep lên tầm khoảng 0.01 thì mình sẽ swap thử 0.03. Mình bấm nút swap. Confirm swap. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc một số chỉ số như thế này. Cái mức gas ở đây nó sẽ hiển thị dưới đơn vị là 0.00333 Ethereum. Thì anh em thấy là cái này nó sẽ rất là rẻ ha. Nó rẻ hơn rất nhiều so với việc là swap trực tiếp ở trên layer 1. Ok, bây giờ hệ thống đã xác nhận là chúng ta hoàn thành swap 0.003 Ethereum sang DAI ha. Rất nhanh đúng không ạ? Rồi. Thì khi mà đã có Ethereum
Và DAI thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái tính năng tiếp theo, đó chính là cung cấp thanh khoản trên Uniswap V3. Thì cụ thể chi tiết tính năng này là gì thì anh em theo dõi tiếp ở phần tiếp theo nhé. Rồi, chúng ta thấy đây là cái tab Pool của Uniswap. Để cung cấp thanh khoản trên Uniswap thì anh em có thể thấy là chúng ta sẽ cần phải có hai token mà cái pool bên này yêu cầu. Ví dụ như mình đã swap ban đầu là Ethereum và DAI để mục đích là mình muốn test thử cái pool này. Chúng ta bấm vào New Position. Chúng ta select token là DAI và Ethereum. Thì bên này á, nó sẽ hiện ra một cái price range, tức là anh em muốn set một cái price như thế nào, cái khoảng giá như thế nào, thì khi mà giá thị trường nó rơi vào cái khoảng giá của anh em thì anh em sẽ nhận được phí giao dịch. Thì đây là một cái tính năng mà mới của Uniswap V3 để nó giúp nó thu hút thanh khoản tập trung vào một cái vùng một cái vùng cụ thể để giảm thiểu slippage cho nhà giao dịch ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ, ví dụ như ở đây mình sẽ set là 1691 đến 2229. Thì khi mà giá của cặp Ethereum và DAI nó rơi vào vùng này á, thì mình sẽ hưởng được mình sẽ hưởng được phí giao dịch. Rồi, thì ở đây mình sẽ chọn cái vùng giá là 1796 và 2112. Khi mà giá vào cái vùng này thì mình sẽ được hưởng phí giao dịch từ Pool với vai trò là một liquidity provider. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái ý là fee tier này. Thì fee tier này nó là gì? Nó là một cái lựa chọn về mức phí mà liquidity provider muốn nhận để gọi là bù đắp cho cái rủi ro mà họ phải gánh chịu khi cung cấp vào pool thanh khoản này. Chúng ta đọc ở đây thấy là 0.05% fee thì nó sẽ tốt cho các cái pool liên quan đến stablecoin, tức là hai stablecoin nó là token của cái pool. Còn với cái pool mà phổ thông như Ethereum và DAI thì ở đây người ta suggest là chúng ta sẽ chọn mức 0.3% ha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái chỗ deposit này. Thì cái giá trị về mặt USD của hai cái token, cái lượng token mà bạn bỏ vào pool nó sẽ phải giống nhau. Ban đầu thì mình đã swap ra 5 DAI, thì bây giờ mình sẽ supply vào đúng 5 DAI như thế này. Ethereum thì bên cái phía của Ethereum thì họ sẽ tự tính toán làm sao để cho cái lượng bỏ vào nó sẽ tương ứng cái lượng giá trị USD nó tương ứng ha. Rồi bây giờ mình sẽ approve DAI. Bấm approve DAI. Đây chúng ta thấy phí khá là rẻ. 0.56. Rồi, rất nhanh luôn, approve DAI xong rồi. Chúng ta review một lần nữa. Xem cái lệnh của mình và ở đây là cái mức giá mà hiện tại của DAI và Ethereum. Chúng ta chọn S. Tiếp tục xác thực. Đây là những thông tin về mức giá ha. Và chúng ta xong. Đây là cái position mà chúng ta đã thực hiện để add vào pool thanh khoản của Uniswap V3. Chúng ta có thể bấm vào đây và theo dõi cái position của mình. Đây là cái tổng lượng liquidity mà các bạn đã add vào. Các bạn thấy là khoảng 5 đô DAI và 5 đô Ethereum. Đây là cái bảng unclaimed fee. Thì chúng ta có thể theo dõi cái mức fee mà chúng ta có thể nhận được đang hiện tại đang có thông qua việc là cung cấp liquidity trong pool. Rồi, có một cái điểm mà rất là đặc biệt của Uniswap V3, đó là khi mà anh em cung cấp thanh khoản vào trong cái pool này á, thì anh em sẽ nhận được một cái NFT. Nó như là một cái đại diện cho cái position của anh em ha. Bây giờ cái này đó là cái NFT để công nhận cho cái position mà mình đã cung cấp thanh khoản vào pool.
Dưới đây là một số thông tin anh em có thể check qua. Thì như hồi nãy trước khi mình giao dịch thực hiện cái thao tác này á, thì mình đã set cái mức min price, cái giới hạn dưới là 1796 và cái mức giới hạn trên là 2112. Thì khi mà giá Ethereum nó vào cái khoảng này thì mình sẽ được nhận cái khoản phí giao dịch và nó như là một cái phần thưởng để mình phần thưởng cho những cái người mà trực tiếp cung cấp thanh khoản cho cái pool. Rồi chúng ta tiếp tục vọc vạch thêm một xíu thứ ha. Một vài thứ ha. Thì bên này là cái chart. Rồi. Đây chúng ta có thể thấy là một vài cái thông số liên quan đến Ethereum Uniswap trên Optimism, một cái layer 2 của Ethereum. Thì TVL, tức là giá trị được khóa trên nền tảng trong những ngày gần đây thì cũng có dấu hiệu tăng khá là đáng kể ha. Bây giờ là khoảng xấp xỉ khoảng 6 triệu đô. Volume giao dịch thì cũng khá đều, khoảng đâu đó 1-2 triệu. Thì nói chung là Optimism nó vẫn đang là một cái giải pháp mới và được kỳ vọng là sẽ phần nào đó giải quyết được cái sự ách tắc ở trên Ethereum. Do đó là rất nhiều dự án nền tảng ở Ethereum họ đang có cái xu hướng là dịch chuyển lên Optimism để tận dụng được cái sức mạnh này. Ok, rất vui khi được review cho anh em về cái sản phẩm đó là Uniswap V3 trên Optimism. Thì nếu như mà có thắc mắc gì thì anh em có thể để lại câu hỏi ở dưới phần comment. Và mình là Nguyên, hy vọng sẽ được gặp lại anh em trong những video review sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn anh em.